vân. Quẹo ở đây là đường Tân Thọ là gì, khu chợ giải Tân Bình này. Rửa xe Sài Gòn này. Đây đổ xăng cái gì. Bán xe Jeep cổ nè, ta đậu đây để bán đó quý vị. Xe ngày xưa người ta độ lại nè. Thì thấy ngầu không? Có điện thoại, có bộ đàm. Có cái búa nữa nè quý vị. Chiếc này khoảng 150 triệu á vậy. Có tời rồi đấy nè. Nhìn mấy chiếc này quý vị nhớ một thời có cái anten nữa nè. Xe quân sự ngày xưa quý vị ha. Ok, là quý vị về Sài Gòn muốn mua mấy chiếc này thì đi ra đường Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt á. Đây là kế cái siêu thị Nguyễn Kim nè, trong cái tòa nhà CMC Plaza cái gì, số 336 Lý Thường Kiệt, đối diện cái gì ha.
ngồi trên xe đó rồi hãy dẫn quý vị đi vòng vòng trên mấy cái lối xưa xe ngựa hồn thu thảo đền cũ lâu đài bóng tịch dương, bao nhiêu kỷ niệm sẽ ùa về quý vị ha, một thời Sài Gòn để nhớ. Trường Nguyễn Thái Bình. Không phải là đường Tân Trang đó gì. Thiên Phước, phường 9 Tân Bình. À, bên phải là trường Lý Thường Kiệt nè. Chắc ngày xưa là trường Nguyễn Văn Thoại đó. Bên trái là cao ốc Thuận Việt quý vị. Trường Trung học Lý Thường Kiệt nè, chắc ngày xưa trường Trung học Nguyễn Văn Thoại nè. Đây là góc đường bên phải là Trần Văn Hoàng đó, thì đi thẳng đây là đường thị nhỏ kết thúc đường Thiên Phước rồi. Ở bên phải đây là công viên Tân Phước này. Đây nhà thờ Tân Phước này. Trái là số 37 đường 281 Lý Thường Kiệt á, bây giờ đi thẳng tiếp đây là Nguyễn Thị Nhỏ cái gì. Và đây là phường 15 quận 11 rồi. Góc Nguyễn Thị Nhỏ với Lữ Gia cái gì.
Rồi phía trước là hết đường Nguyễn Thiên Nhỏ vậy, gặp là đường Lê Đại Hành á. Vòng xoay này nếu về phải là Âu Cơ Bình Thới.